còn in hẳn qua từng góc tối. Ánh đèn kia còn vui lòng ta còn nhức nhối. Ôi những cảm xúc mà ta từng nhìn bầu trời bao la rực rỡ muôn màu, thắp sáng lên những tình cầu trong ta. Những lời của ca khúc Quảng Ca đúng là nóng không kém gì thời tiết Hà Nội ngay lúc này. Và tôi cũng sẽ mang tới những thông tin nóng hổi không kém. Rockstar của Lisa mặc dù rất xuất sắc nhưng có một khía cạnh vẫn chưa thể vượt qua Đừng Làm Trái Tim Anh Đau của Sơn Tùng MTP. Đó là gì? Hãy cùng bắt đầu giải trí showbiz ngày hôm nay, ngay bây giờ. Sau khoảng hơn 2 tuần chìm đắm trong những giai điệu cực kỳ bánh cuốn của Đừng Làm Trái Tim Anh Đau thì tuần này tôi đã có thêm một bài hát nữa để có thể replay cùng với bài hát của Sơn Tùng MTP, đó chính là Rockstar. Nhưng mà ngôi sao nhạc rock này thì nó lạ lắm, lại chính là em út của nhóm nhạc Blackpink. Không ai khác chính là Lisa, khi mà cô nàng này thì đã cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên của mình sau khi công bố hoạt động solo. Cơ mà ở thị trường Việt Nam thì Lisa cùng với các Blink sẽ phải đối đầu với một đối thủ vô cùng đáng gờm, đó chính là Sơn Tùng MTP và các Sky. Mới đây, đúng 7 giờ sáng ngày 28 tháng 6 theo giờ Việt Nam, Lisa đã chính thức tung ra MV comeback solo mang tên Rockstar. Đây là dự án âm nhạc đầu tiên của em út Blackpink trong năm 2024 và cũng là sản phẩm solo đầu tiên kể từ khi Lisa rời YG Entertainment. Theo truyền thông Hàn Quốc, màn ra mắt solo của Lisa dù vấp phải nhiều tranh luận nhưng vẫn không thể phủ nhận sức hút từ sản phẩm solo lần này của nữ ca sĩ. Lý do đầu tiên là thần thái mà cô thể hiện trong sản phẩm là cá tính mạnh mẽ. Ngoài ra, trong ca khúc này, Lisa còn thể hiện sự sắc sảo và quyến rũ với trang phục mang phong cách hip hop táo bạo cùng kiểu trang điểm và kiểu tóc lạ mắt độc đáo. Cô thu hút sự chú ý của mọi người bằng cách xuất hiện nổi bật trong toàn bộ MV ngay từ khuôn hình đầu tiên. Ngoài ra, nữ thần tượng cũng đã thể hiện trọn vẹn phần nhảy của mình bằng những động tác dứt khoát mạnh mẽ, một yếu tố rất quan trọng chinh phục khán giả, đặc biệt là khán giả Thái Lan. Đó chính là mang hình ảnh quê hương của cô vào trong MV này. Cảm bách bùng nổ là thế, nhưng chắc hẳn nếu chỉ có vậy thì chưa đủ khiến fan hâm mộ sục sôi, nên Lisa đã có màn đánh úp Linh Việt Nam bằng món quà bất ngờ trên sóng truyền hình VTV cho khán giả Việt Nam ngay khi ca khúc vừa ra mắt. Xin chào Việt Nam, this is Lisa. Tôi là Lisa, các bạn đang xem VTV. My new single MV Rockstar của tôi đã phát hành. Các bạn hãy go xem check it out và nói cho tôi know biết các bạn thích nó như thế nào nhé. Tôi yêu Việt Nam. Sau gần một năm kể từ concert Blackpink tại Việt Nam, thì chị Lisa của chúng ta đã nói tiếng Việt chữ nào ra chữ nấy, chỉ vỏn vẹn một câu Xin chào Việt Nam cũng đã đủ làm nức lòng người hâm mộ rồi. Từ cái đà này thì Linh lại được dịp trông chờ hơn ở nhiều màn tái ngộ khác với thần tượng. Chứ như tôi là tôi thấy là Lisa không chỉ mê phở Việt Nam mà còn yêu luôn fan Việt rồi đấy. Với tạo hình phải nói là cực kỳ bá cháy kết hợp với chất giọng slay dính như keo. Như này. Can you teach me Japanese? Như này. What you wanna do? Dipping out of base cities like a punk. Hay như thế này nữa. I'm a rockstar. Thì fan Việt được một pha không chỉ đã mắt mà còn đã cả tai. Nhấn nút play trên MV Rockstar, người xem ngay lập tức được đưa đến đường đua riêng của Lisa ở Chinatown, Somwhat thuộc Bangkok, Thái Lan. Cộng đồng fan chưa hết cảm xúc thăng hoa trong làn sóng âm nhạc mang đậm chất riêng của Lisa mà đã phải mắt chữ O mồm chữ A với độ chịu chi cưng ngỡ như là phú bà trong MV lần này. Cùng thành tích đáng nể của cô nàng, MV Rockstar thu về 32,4 triệu lượt nghe và 3,2 triệu lượt like sau 24 giờ, trở thành MV K-pop nhận được nhiều lượt xem và lượt like nhất trong 24 giờ tính đến thời điểm hiện tại. Thành tích này chứng tỏ sức hút của Lisa Blackpink ở thị trường âm nhạc quốc tế là không hề nhỏ. Thế nhưng, ở thị trường âm nhạc chung tại Việt Nam thì vẫn chưa thể vượt qua được người này. Tuy đã ra mắt được hơn 2 tuần nhưng Đừng Làm Trái Tim Anh Đau vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt trên mọi nền tảng. Dường như các Sky yêu ơi vẫn chưa thể xuống khỏi chuyến tàu đặc biệt này, nên phải chăng vì thế mà Đừng Làm Trái Tim Anh Đau vẫn đang giữ vị trí số 1 trên top thịnh hành YouTube và trên bảng xếp hạng top 50 của Spotify Việt Nam, số 1 trên bảng xếp hạng 50 ca khúc phổ biến nhất trên YouTube. Với cơn sốt vẫn nóng hầm hập của MV Đừng Làm Trái Tim Anh Đau được thể hiện bởi Sơn Tùng MTP mang đến nguồn năng lượng tươi mới, yêu đời và ngọt ngào. Điều này giúp Đừng Làm Trái Tim Anh Đau vẫn ung dung ngồi trên ghế nóng của top 1 trending YouTube Việt Nam cho đến thời điểm hiện tại và chỉ mất 2 giờ sau khi ra mắt để đạt được vị trí này. Còn Rockstar thì sau 24 giờ chỉ ngậm ngùi ở vị trí thứ 3. Khách quan mà nói thì mặc dù có rất nhiều thành tích khủng nhưng Lisa vẫn chưa thể vượt qua được Sơn Tùng MTP ở khía cạnh top 1 trending YouTube nhanh nhất tại Việt Nam. Nhưng để làm được điều này thì các Sky cũng đã cùng nhau nỗ lực để bảo vệ thành quả ấy cho Sơn Tùng MTP, quả thật là rất đoàn kết. Một bên là Đừng Làm Trái Tim Anh Đau thì nhẹ nhàng ngọt ngào, một bên là Rockstar thì đặc mùi khét thì quá cháy. Cuộc đua top trending cực kỳ gay cấn ấy dù ai dẫn đầu cũng không quan trọng. Quan trọng là khán giả đã có những giây phút cảm xúc và được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn. Hãy luôn yêu thương và ủng hộ thần tượng của mình một cách văn minh nha. Sau bao ngày chờ đợi, xem đi xem lại, xem tái xem hồi, trailer cứ phải gọi là bao ngầu, bao đẹp trai của các anh tài, thì ngày hôm qua, Hỏa Ca, MV chủ đề của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã chính thức ra mắt khán giả. Không biết là quý vị cảm thấy như thế nào, riêng cá nhân tôi rất hào hứng với anh Tự Long, xem anh hát trong chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần mãi rồi. Không biết là anh sẽ biến hóa như thế nào trong chương trình này. Nhưng trước tiên thì hãy cùng VTV Show soi cái MV cool ngầu này của các anh tài trước cái đã nha.
Tối nay, 29 tháng 6, chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, cuộc đua âm nhạc rực lửa và nhiệt huyết của 33 anh tài sẽ chính thức lên sóng tập đầu tiên. Chương trình hội tụ 33 anh tài là những gương mặt quen thuộc của showbiz Việt. Họ là những người đàn ông trưởng thành đã vượt qua nhiều thử thách và chông gai trong sự nghiệp và cuộc sống. Mới nhất, tối qua ngày 28 tháng 6, MV Hỏa Ca, bài hát chủ đề của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 đã chính thức được ra lò sau bao ngày ấp ủ. Hôm nay, hãy cùng VTV Show Reaction MV nóng hổi này nha. Để nói về MV bài hát chủ đề, tôi xin được nhận xét gói gọn trong hai từ: đỉnh cao và xuất sắc. Không chỉ các anh tài đồng loạt chia sẻ MV, mà không ít các chị đẹp đến từ mùa 1 lẫn nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp cũng nhanh tay chia sẻ sản phẩm này. Và MV cũng nhận được vô số lời khen về sự mạnh mẽ, bùng nổ và rực lửa của các anh tài. Tất cả đã tạo nên hiệu ứng bùng nổ mạng xã hội, biến Hỏa Ca trở thành tâm điểm chú ý tối qua. MV Hỏa Ca được lấy chất liệu từ hành trình cột mốc tuổi 30 của các anh tài trong chương trình, những người đã vượt qua nhiều thử thách và chông gai trong sự nghiệp cuộc sống. Vì thế, thế giới được tạo dựng trong MV Hỏa Ca là sự cấu thành của 5 yếu tố vận hành: sa mạc, lửa, cát, bỏ sát, ảo ảnh và cực quang. Đây là những chất liệu để tái hiện hành trình vượt chông gai của 33 anh tài. Mở màn là sự xuất hiện của 5 đội hình đại diện cho 5 yếu tố. Đến từ đội hình bò sát, ca sĩ Trọng Hiếu xuất hiện với tạo hình cứ ngỡ là tắc kẻ hoa, đúng như lời hát, đặt chân tìm kiếm lối, bao đổi thay còn in hẳn qua từng góc tối. Tiếp sóng bò sát là yếu tố lửa với sự xuất hiện của Cường Seven. Suốt bao năm nay, anh vẫn trung thành với tạo hình nam tính, chất lừ, đốn tim các chị em. Tiếp nối là đội hình cực quang, MC Thành Trung, Thiên Minh. Đến khi ảo ảnh xuất hiện, vẻ đẹp chú Tự Long và Bùi Công Nam cứ phải gọi là 1910 với vẻ đẹp của Tăng Phúc. Yếu tố cát được xuất hiện sau cùng, nhưng sự xuất hiện chống lại mọi mũi tên của chiến binh Rambastic lại vô cùng đắt giá. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Sao nhìn BB Trần lại giống Miss Thi vậy nè? Sau rất nhiều anh trai vượt mọi chông gai thì Hà Lê xuất hiện y như một ninja đến từ Dubai, lướt đi trên con sóng cát. Đây rồi, tôi đố chị em nào không tua lại đoạn này đấy. Đây chắc có lẽ là phân cảnh ngùn ngụt dương khí bậc nhất V-pop. Anh quay phim đúng là quá có tâm. Các cú lia máy rõ nét thế này thì làm sao các chị em không gục ngã cho được. Để nói về màn tập luyện võ thuật này, Admin Xin được nhận định là còn nóng hơn cả nhiệt độ mùa hè của Hà Nội. Màn đồng diễn rực lửa này cũng thể hiện tinh thần thượng võ, khổ luyện trong quá trình trưởng thành của những người đàn ông. Nhiều cư dân mạng còn đùa rằng tóm tắt MV chỉ trong một câu: 33 anh tài và 198 cái mũ bụng là đủ. Ca khúc được tạo ra bởi những âm thanh của sự hiện đại qua tiếng nhạc điện tử kết hợp với màu nhạc rock cũng như những âm thanh giao hưởng. Đặc biệt, đoạn các anh trai chơi nhạc cụ và Subin khoe các nốt cao đẩy cảm xúc người nghe lên cao trào. Lời bài hát gây ấn tượng với những ca từ mạnh mẽ, thể hiện tinh thần, ý chí của những người đàn ông. Cuối MV là phần bùng nổ như đúng lộ trình vượt mọi chông gai của các anh tài. MV kết thúc bằng màn hòa giọng của 33 anh trai là cái kết trọn vẹn và thể hiện rõ tinh thần, thông điệp của chương trình. Đi qua quá trình tập luyện khổ cực là những giây phút tỏa sáng theo cách của riêng mình. Quả không hổ danh là đạo diễn tài năng đốt cháy doanh thu phòng vé, Đinh Hảo Yên Thư đã làm mãn nhãn khán giả cả phần nghe lẫn phần nhìn với bão cát, cuồng phong và rực lửa của Hỏa Ca. Bên cạnh những lời khen cho hình ảnh và âm thanh thì còn phải dành lời khen xuất sắc cho màn chia line hát đều như vắt chanh. Cả phần hát và rap trung bình mỗi người là 5 giây, cả 33 anh tài đều có thời lượng lên sóng đồng đều có những giây phút tỏa sáng riêng, và đây cũng chính là điều mà khán giả mong chờ. Nhiều cư dân mạng cũng để lại những lời nhận xét có cánh, thậm chí có fan còn có tâm nốt rõ từng like của ai hát để minh chứng cho màn chia like không có gì để chê này. Mà khoan, xem MV của 33 anh tài làm tôi chợt nhớ đến một siêu phẩm từng làm mưa làm gió của các anh khỏe VTV. Kể ra thì trông cũng không được hùng hậu đông đảo như 33 anh tài, nhưng mà đội hình tổng công ty xây dựng này trông cũng ổn phết đấy chứ. Chỉ khác mỗi cái là 33 anh tài trung bình mỗi anh 6 múi, tổng thể là 198 cái múi. Còn đội hình tổng công ty xây dựng này thì tôi chưa đếm được cái múi nào cả. Hay, mong rằng các anh khỏe VTV sẽ tiếp tục cho ra thêm nhiều siêu phẩm parody như thế này nữa nha. Tính đến 19 giờ ngày 29 tháng 6, MV Hỏa Ca đã leo lên top 12 danh mục âm nhạc thịnh hành YouTube. Phải công tâm nói rằng MV Hỏa Ca được đầu tư chỉn chu, hoành tráng từ đường tiếng đến đường hình, hứa hẹn mở đầu cho một chương trình vô cùng hấp dẫn và bùng nổ trong mùa hè năm nay. Chúng ta hãy cùng cổ vũ cho các anh tài trong tập đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vào 20 giờ tối nay, ngày 29 tháng 6 nha. Không biết là quý vị cảm thấy nóng hay chưa? Riêng cá nhân tôi thì tôi cảm thấy rất nóng rồi. Và đừng quên là tập đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ lên sóng vào lúc 20 giờ tối ngày hôm nay trên kênh VTV3. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.